MLMS Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương ha. Và trong buổi sáng thứ hai ngày hôm nay thì MLMS Bình Dương sẽ cập nhật cho bà con, cô bác ba cái tin tức rất là mới luôn. Nào là của chị Ba Bình Tinh nè, nào là của anh Linh Tý nè, nào là của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Đó, và tất cả những cái vấn đề đó đều liên quan đến drama Hồng Loan rất là đặc biệt luôn nha. Đầu tiên là của chị Ba Bình Tinh. Thì cách đây là 2 phút trước, chị Ba Bình Tinh vừa đăng luôn như thế này: cô gái trong hình đang rất nhớ con, ước gì có Bella ở đây tắm biển cùng mẹ. Đó, hiện tại là chị Ba đăng lên một cái là chúng ta sẽ biết được cái suy nghĩ của chị Ba ha. Thì chị Ba cũng nói rất là rõ, cô gái trong hình, thì cô gái trong hình đó chính là chị Ba nha. Bên dưới thì chị Ba để cái tấm hình nè. Có lẽ như là chị Ba đang ngồi ở khách sạn và nhìn ra hướng ngoài biển ha. Và khi mà nhìn ra hướng biển thì bỗng nhiên lại nhớ con gái của mình, đó chính là bé Bella. Đó, và chị ước một cái điều ước đơn giản thôi. Ước chị có bé Bella để đi tắm biển cùng với là mẹ ha. Thì như các cô chú anh chị biết, hai cái show diễn vừa rồi vào ngày 5 tháng 4 và ngày 6 tháng 4 đó, sau khi mà mọi người cũng đã rất là vất vả cho hai cái show diễn đó, thì hôm qua tức là ngày 7 và hôm nay là ngày 8 thì mọi người cũng đã gọi là khỏe rồi, tức là có một cái thời gian để mà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cái show diễn thứ ba vào ngày 13 tháng 4 đó, cũng khá là dài, cũng gần một tuần lễ bà con. Hôm nay là ngày 8 rồi đúng không, thì còn khoảng 5 ngày nữa thì mới tới show diễn lận. Cho nên là chị Ba cũng như là chị Hồng Loan và tất cả các anh chị em trong team cũng có một cái khoảng thời gian để chúng ta nghỉ ngơi, để lấy lại cái giọng hát để phục vụ bà con kiều bào tại Úc nha. Để MLMS Bình Dương đọc một số những bình luận, sau đó sẽ cập nhật tiếp tục những cái tin tức mới cho bà con ha. Khán giả Amada Trần thì nói chúc Úc ngày mới vui vẻ. Khán giả Thúy Công Si thì nói mãi yêu chị. Khán giả Huy Trang thì nói thương nàng. Khán giả Nguyễn Duyên thì nói ráng nghe, sắp được về với Bella rồi. Nói thì nói gì thôi chứ 2 tuần lễ khá là lâu bà con. Thì cả team đi từ ngày 2 ha. 2 tuần, hôm nay mới có ngày 8 mà chỉ mới có 6 ngày à, chưa được 1 tuần, còn 1 tuần nữa mới được về ha. Rồi, khán giả Vũ Hùng thì nói thương chị Ba, chắc chị Ba đang nhớ cô công chúa lắm rồi, phải không chị Ba? Khán giả Như Quỳnh thì nói thương chưa kìa, cố lên, vài hôm nữa là Út được về với con gái rồi. Khán giả Hanh Tuyết thì nói hai Bình Tinh ghé phở bò của mình tương tác nha. Đó, thì 15X Bình Dương cũng đã đọc một số comment của khán giả bên dưới cái bài viết của chị Ba nha. Một cái thông tin tiếp theo mà 15X muốn chia sẻ cho bà con cô bác, thì cách đây cũng khá là khuya, tức là hồi khuya này á, thì anh Linh Tý cũng đã có một bài viết khá là muộn như thế này: không ngờ cái tên tôi đặt ra lại thành thương hiệu cho mấy người, kha kha. Bởi vậy sao ghét tôi được. Hồi trước có nhiều người hỏi sao không đặt nô tì mà đặt quý phi. Tôi hay coi phim Tàu, mà phim Tàu nào á mà có nhân vật quý phi thì đều hay hãm hại bà hoàng hậu nên đặt luôn. Thí chưa, giờ thành thương hiệu luôn rồi. Chúc khai trương hồng phát ngang. Đó, thì cái câu chuyện của anh Linh Tý á, tức là anh đặt một cái tên và bất ngờ cái tên của anh lại trở thành một cái thương hiệu. Chắc có lẽ là sắp tới đây một cái cơ sở nào đó mới thành lập hay khai trương, cho nên ở bên dưới cuối cùng thì anh cũng nói là chúc khai trương hồng phát ngang, để xem coi là bình luận của khán giả, xem coi khán giả sẽ biết được những cái thông tin gì hay không. Đó, cái hay của khán giả là như vậy, khán giả rất là hay. Rồi, khán giả Hứa Hạo Vi thì nói không hiểu đang nói gì nhưng vẫn cười cho nó đã cái nú, cười sặc, cười bẩm bỉm. Khán giả Quay Nay Nhi Nguyễn thì nói mặc dù không hiểu đang nói vụ gì nhưng vẫn like bất chấp, kiểu như là fan người nhà.
Khán giả Mi Mi Đỏ thì nói: tuy em không biết anh nói gì, nhưng em hay xem phim hậu cung, đồ dữ lắm. Em thấy đa số là hoàng hậu sợ mất ngôi, hoàng hậu là toàn hãm hại quý phi đồ thôi. Anh Tý nói lộn rồi, há há, đúng không? Khán giả Phương Na Nguyễn thì nói: vô xem comment mà cười muốn là tét cái mầm rồi, Tý tội nghiệp ơi, kha kha. Khán giả Phương Vũ thì chia sẻ: kha kha, quý phi á đã chìm vào lãng quên khi cô Tết ra đời mà Tý. Từ khi cô Tết ra đời thì khọt xèo cô Tết mới quyền thoại luôn, tới hết câu chuyện luôn. Khán giả Cẩm Tú thì nói: ăn xong là bị bố con ông Tào Tháo rượt chạy không kịp. Nãy giờ thì đọc ra 2-3 comment thì 15 mét cũng đã hiểu cái câu chuyện rất là thâm thúy mà anh Linh Tý muốn nói ai đó không bà con. Rồi tiếp theo nha: tôi thích cái tên khọt xèo quý phi ngay từ đầu câu chuyện rồi đó. Đó, cái bình luận này có kẻ đó, có kẻ. Tức là đã gọi là nói lên được cái nội dung của cái thông điệp truyền gửi của anh Linh Tý ha. Rồi khán giả Phạm Nhi thì nói: kha kha, đừng có ăn của quý phi ải chĩa đó, đi đâu cũng nhét cô Tết, kha kha. Wow, một bình luận phải nói khá là thâm thúy khi mà chúng ta đọc lái lử lại ha. Anh trai đồng bằng TV thì cũng đã vào bình luận như thế này: coi chừng ông Bảy vô chửi anh đó, hôm qua ổng bả tế em rồi. Khán giả Mai Liên thì nói: Tý đặt tên nghe hay quá. Khán giả Nguyễn Võ Anh Minh thì nói: ngày xưa vợ bé của vua kêu là quý phi, chứ ngày nay vợ bé người ta kêu là òn ị ó. Một cái chữ chưa chữ cũng khá là tuyệt vời. Khán giả Trần Thanh này nói: Khịa dễ thương lắm Tý tội nghiệp ơi. Chắc họ không hiểu từ quý phi nên nghĩ đẹp, cuối cùng quý phi bị đưa vào lãnh cung. Khán giả Trần Anna thì nói: ý ông Tý nói á, ông Bảy báo Kim Thoa mở bánh xèo lấy tên quý phi á. Vậy là nãy mà bà con cô bác nào mà bình luận ở trên á mà chưa biết thì chúng ta có thể là kéo bình luận bên dưới, hoặc có thể là xem kênh 15m Bình Dương ha, để 15m Bình Dương đọc bình luận và chúng ta có thể là hiểu hơn về cái câu chuyện. Thì cái đó mới là cái hay. Nhiều khi mà cái người mà chúng ta gọi là truyền tải cái thông tin, truyền tải cái thông điệp đến toàn thể bà con cô bác, nhưng mà cái thông điệp truyền tải phải nói nó quá thâm thúy. Thì nhiều khi là bà con cô bác chúng ta đọc sơ qua chúng ta không có hiểu được, nhưng mà những cái bình luận của khán giả sẽ, nhiều khán giả tin ý thì khán giả sẽ biết được và bình luận lại, thì khi mà chúng ta đọc bình luận thì chúng ta sẽ hiểu được cái câu chuyện đó. Nó rất là hay cái chỗ đó, cho nên nó có nhiều người nói: ủa tại sao cái kênh ông 15x này lại thích đọc bình luận, nó có nhiều cái hay, tại sao mà kênh 15x Bình Dương gần đây có rất là nhiều người vẫn thích là xem, vẫn thích nghe, là ở chỗ đó. Tại vì sao? Tại vì nó có những cái hay thì bà con mới xem, có những cái hay thì bà con mới nghe được, chứ không phải là chúng ta tự nhiên mà chúng ta nghe, không phải là cái giọng của 15x hay, mà tại vì nó có nhiều cái hay trong đó. Đó. Rồi tiếp theo ha, khán giả Tường Vi thì chia sẻ: cái tên hèn chi phi như ngựa, phi đi hoài không có bán ở yên một chỗ. Khán giả Phạm Thiên Kim thì nói: quý phi nghe tên là biết vợ nhỏ rồi đó. Khán giả này còn hay nữa, đúng đúng không, quý phi thường là vợ nhỏ, mà trong cái hoàn cảnh này thì phải nói khá là đúng luôn, quá là tuyệt vời. Khán giả Lê Trọng An thì chia sẻ: ủa vậy cái tiệm đó để biển là bán bánh xèo khọt hay là bán quý phi vậy? Tên thương hiệu to hơn cả đồ bán, thì ra là quý phi không được công nhận này, rẻ hơn cả cái bánh. Thảo nào chỉ bảy báo mới dùng được. Khán giả Băng Châu Đoàn thì nói: xuất sắc anh Tý ơi. Khán giả Võ Trung Tiết Mai thì chia sẻ: kiện bản quyền tên đi nha Tý Linh Võ. Khán giả Ngô Đồng thì nói: quý phi á là nạc mùi làm bé giật chồng người ta rồi. Khán giả Nguyễn Hảo thì chia sẻ: coi chừng Tý có cái vi bằng nha. Khán giả Ca Sớp thì chia sẻ: thâm thí quá
Đó thì rất là hay ha. Mặc dù cái bài viết của anh Linh Tý khá là thâm thúy luôn. Lúc đầu á là 15m cũng chưa có nghĩ ra, chưa có nghĩ rằng mình cũng hiểu được cái câu chuyện. Đó, như vậy thì nó mới hay. Chứ bây giờ mà hiểu được cái câu chuyện mà kể hết cho bà con nghe thì nó cũng không có gì là đặc sắc. Cho nên chúng ta kể từ những lúc mà chúng ta chưa biết, đọc những thứ mà chưa biết, và đến khi mà chúng ta đã biết rồi, từ một cái người mà gọi là chưa biết gì á, mà để mà chúng ta biết được cái câu chuyện thì nó phải nói là gọi là hay, đúng không bà con? Rồi, một cái thông tin tiếp theo mà 15m Bình Dương muốn chia sẻ cho bà con cô bác, đó chính là tin từ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Thì như các cô chú anh chị biết, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh là một trong những nhạc sĩ khá là nổi tiếng, sáng tác cho rất là nhiều những ca sĩ, và nhờ những ca khúc đó là ca sĩ đó nổi tiếng là luôn. Thì cách đây không lâu, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đã tặng cho chị Hồng Loan hai ca khúc, và chị Hồng Loan cũng đã đem những cái ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh phục vụ bà con kiều bào tại Úc Châu. Và mới đây thôi, nhà báo Sông Minh, ô nhà báo Động, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã có một cái gọi là bài viết nói về cái vấn đề này. Nhưng mà để hiểu hơn về cái câu chuyện thì bây giờ 15m mời bà con chúng ta cùng nghe nha. Bài viết này là của hôm qua nha, nhưng mà hôm qua có rất là nhiều những cái tin tức mới luôn. Cũng khá là khuya cho nên là 15m Bình Dương chưa cập nhật, cho nên sáng nay là cập nhật luôn cho bà con cô bác ha. Mệt ghê vậy đó, chửi hoài luôn. Thấy cái nít ảo là biết não ít rồi, chửi cũng phải đầu tư tìm hiểu chút xíu. Để nói rõ một lần cho nghe nè, bài hát đầu tiên tôi viết cho Hồng Loan á là bài Tuổi Phận Đời Con, còn bài thứ hai là bài Thôi Kệ Đi, còn trước đó không có viết bài nào hết trơn. Vì có biết Hồng Loan đâu mà viết, sau này á khi Hồng Loan xuất hiện và biết được hoàn cảnh cũng như thân phận của em ấy qua truyền thông và mạng xã hội, cảm thán câu chuyện đời của em mới viết để chia sẻ cùng em cũng như là bao nhiêu người thương quý em ở khắp nơi, đơn giản vậy thôi. Chứ đâu có gì thấy ghê quá như bạn nói. Có lộn tiệm không vậy bà nói? Rầu ghê. Đó, thì như các cô chú các anh chị khi mà nghe 15m Bình Dương nói về cái bài viết này thì chúng ta cũng hiểu được cái câu chuyện mà nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh muốn nói. Tức là nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh là nào giờ là chỉ mới sáng tác cho chị Hồng Loan là hai cái ca khúc, một là Tuổi Phận Đời Con, hai á là bài Thôi Chạy Đi, chỉ hai bài này thôi nha, mới có hai bài này thôi, còn tương lai thì chúng ta chưa biết, còn trước đó là chưa có sáng tác bài nào hết. Thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã nói thẳng như vậy rồi. Bên dưới thì chúng ta hiểu cái câu chuyện là như thế này, tức là có một người nào đó chửi nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và nói á, là chắc là có lẽ là trước đây là nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đã tặng những cái ca khúc khác rồi, cho nên nhạc sĩ mới có nói là có lộn tiệm không vậy bà nội, rầu ghê. Và bên dưới thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh có chia sẻ hình như là hai tấm ảnh, một tấm ảnh là chụp một cái bình luận của một vị khán giả tên là Hiếu Nguyễn, chắc có lẽ là vị này vị này làm cho nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh là gọi là bức xúc, cho nên đăng cái bài viết này. Rồi bây giờ để 15m Bình Dương đọc cái bình luận của cái người này nha, xem như thế nào. Người này tên là Hiếu Nguyễn. Nhạc sĩ biến chất tha hóa, kiếm tiền không từ thủ đoạn, bú rama ăn theo cái chết của cố nghệ sĩ Vũ Linh mà hại người khác. Nói chung thể loại sống trước sau bất tính có nghĩa hôm nay mình có tiền của nó sẽ chơi, ngày mai đứa khác giàu hơn nó phản lại. Các cụ xưa nay có câu nhìn mặt bắt hình dong, thằng này nhìn tướng xảo trá, trước sáng tác cho đám tang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nó giao bài bảo tặng gia đình ai hát cũng được, mà nó thừa biết con tu hú này giọng nghe phát tởm, có nghĩa là chỉ ruột thịt nhà cậu Năm Vũ Linh hát. Giờ con tu hú được một bầy đàn xã hội đen bảo kê nên thằng nhạc sĩ quay ra lật kèo đánh bản quyền, chơi bẩn như vậy thì ai chơi lại được. Rồi rồi rồi, chắc rồi,
ông này là ổng lộn tiệm rồi bà con cô bác ơi, ông này ổng lộn tiệm chắc luôn, chắc có lẽ là ổng đang nói về một nhạc sĩ khác. À để 15x nhớ coi có cái nhạc sĩ nào sáng tác cho nhà Vũ Linh. Rồi rồi rồi, nhạc sĩ ở đây coi coi, hình như là nhạc sĩ mà sáng tác cái bài Không Phải Của Mình cho anh Quách Tuấn Du, bài Không Phải Của Mình. À hiểu ra cái câu chuyện rồi, vậy là ông này ổng lộn tiệm, ông này ổng lộn tiệm chắc luôn đó. Rồi để đó, quá trời những bình luận của khán giả luôn, tới 190 bình luận nha bà con, 1000 lượt like, để xem coi là khán giả sẽ nói như thế nào. Wow, đầu tiên là Võ Việt Băng vào bình luận. À ha, mai chiều nó còn giả phở bò rồi kêu anh ba que nữa, kha kha, từ từ hưởng thụ nha anh trai. À, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã trả lời lại, ghê vậy, hì hì. Khán giả Khánh Ngọc thì nói, nó lộn với nghệ sĩ Cao Minh Thu, kha kha, chết em chưa, tụi nó cùng hết rồi. À, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng nói, nghi lắm. À, khán giả Khánh Ngọc nói thêm, nhạc sĩ Cao Minh Thu sáng tác bài Tiếc Thương. Khán giả Hanh Hà thì nói, chuẩn bị tinh thần thép. Khán giả Thúy Nga thì nói, nhạc sĩ Cao Minh Thu sáng tác hai bài Tiếc Thương và Không Phải Của Mình gây chấn động là bài Không Phải Của Mình. Nhạc sĩ Cao Minh Thu bị gia đình bà Sáu Phượng Gia, bọn nít ảo lên mạng tấn công, chửi rủa nghệ sĩ quá chèn. À, ông sạc bên Pháp đăng hai ta tút chửi nhạc sĩ Cao Minh Thu rất hô lỗ, còn đồng mạng bên giật nghệ sĩ tấn công là ông ta, ông mới im miệng. Wow, hay không, hồi nãy là 15 hết bình dư cũng đón rồi, ông này ông bình luận mà ông lộn tiệm à, ông coi cái người này mà ông bình luận cho người kia đó, cho nên là nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cứ nói là có lộn tiệm không vậy bố. À, bà nội, đúng rồi bà nội. Ở đây thì 15x thấy là má tư Quốc Thanh cũng đã vào bình luận bên dưới, nó sắp bị thần kinh phân liệt rồi. À, thông cảm cho nó sắp đi xa. Anh Vũ Hà thì cũng đã vào bình luận, Hà Hà, tức là ca sĩ đó bà con. À, một vị khán giả tên là He Hi thì nói, ủng hộ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh Hồng Loan, đừng vì những lời nói kia mà buồn phiền. Khán giả Nhi Nguyễn thì nói, ai kêu nghệ sĩ sáng tác bài hát một phát đưa lên đưa Hồng Loan đi hát phục vụ bà con ở bên Đúc luôn, nên nó tức quá mà anh phải tập làm quen với việc bị tấn công và bị bèm mới tiếp xúc với Hồng Loan được. Nhưng anh yên tâm, ai yêu thương Hồng Loan thì cộng đồng mạng tụi em sẽ chiến phụ với anh tới cùng đó. Các cô bác cô chị hãy chờ, cộng đồng mạng rất là thương Hồng Loan và thương những người luôn ủng hộ chị Hồng Loan đó. À, khán giả Hoài Thương thì chia sẻ, hì hì, xuống 4 cầu vọng cổ, khán giả vỗ tay cái rầm như trời giáng xuống đầu bọn gan tức ở, không cày sao được anh ơi, ủng hộ anh vì chính nghĩa nè đó. Khán giả Huy Phong Vũ thì chia sẻ, không phải nhạc sĩ sáng tác ra bài hát này là để tô đẹp cho Hồng Loan hay là công kích một ai kia, mà là anh ấy đồng cảm xót thương cho một hoàn cảnh, một cuộc đời Hồng Loan đã được kinh qua suốt 30 mấy năm. Nếu một ai đó có thể yêu thương và ủng hộ, xin chân thành cảm ơn, còn nếu không thể thì xin bỏ qua và đừng buông lời những lời cay đắng. Nhưng riêng bản thân tôi thì sẽ ủng hộ hai anh em Minh Anh và Hồng Loan mãi mãi đó. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ là video này khá là dài luôn, tại vì 15x cũng đã cập nhật cho bà con cô bác ba cái thông tin rất là đặc biệt từ chị Ba Bình Tinh ha, rồi anh Linh Tý rất là thâm thúy luôn, cái nội dung truyền đải của anh Linh Tý thì lúc nào cũng phải nói khá là đặc biệt, rồi một cái thông tin mà nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đã bị bên kia họ tấn công, nhưng mà tấn công mà lại không có chịu tìm hiểu cho nên là bị phản ứng ngược đó, rất là nhiều những cái thông tin rất là hay luôn. Thì mong rằng trong thời gian sắp tới 15x tiếp tục sẽ cập nhật rất là nhiều những thông tin nữa cho bà con cô bác. Mong rằng bà con cô bác nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật nha. Rồi sáng nay thì chúc cho toàn thể bà con có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc, cho cái tuần mới nhiều phấn khởi, làm việc sảng khoái và hăng say hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.